Xin chào cô chú anh chị và quý khách hàng. Hôm nay xin giới thiệu đến với mọi người một miếng đất mặt tiền Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3 hiện đang bán. Thì cái miếng đất này nằm gần cầu Lê Văn Sĩ, địa chỉ là 197 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ba mặt tiền hẻm, đây là miếng đất đang rào tên đó cô chú anh chị. Hiện giờ thì đang cho thuê làm bãi xe. Diện tích của nó là ngang 19m, dài 52m và diện tích công nhận là 988m2. Giấy phép xây dựng là 2 hầm, 16 lầu. Khu vực này được xây từ 12 đến 16 lầu. Đã xin giấy phép xây dựng, hiện đang cho làm bãi xe gần cầu Lê Văn Sĩ và chợ. Thì cô chú anh chị nào mà quan tâm miếng đất này có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi sổ và thương tích phương thức giao dịch. Giá thì hãy liên hệ em để có được giá tốt nhất. Hiện giờ em đang có giá rất là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Xin cảm ơn.